Bộ này đẹp mẹ. Ừ, đẹp. Dạ, vợ chồng con xong rồi ạ, cả nhà mình đi thôi. Cô ăn mặc cái kiểu gì đấy? Ăn diện son son phấn phấn. Mặc thế này để quyến rũ ai à? Sao con khắt khe với em như thế? Lựa lời mà nói thôi. Chị, vợ em đẹp thì em càng nở mày nở mặt, chứ có quyến rũ ai đâu ạ? Lại con bênh. Đợi đến lúc nó cắm cho em vài ba cái sừng trên đầu rồi mà trắng mắt ra. Còn cô, mau đi thay bộ quần áo khác đi. Nếu không thì ở nhà, không đi đâu hết. Dạ, con mời mẹ, em mời chị ăn cơm ạ. Rồi, cứ làm như một mình cô biết mang thai ấy. Đã có người nấu hầu hạ cho rồi, lại còn làm minh làm mẩy. Chị, vợ em bầu bí, nghe mấy cái đồ hải sản này. Chị biết thừa như thế rồi mà vẫn nấu. Mẹ dạo này sức khỏe không tốt, cần được bồi bổ. Còn vợ em nhá, ăn được thì ăn, không ăn được thì mặc xác cô ta. Kìa con, sao con nặng lời như thế? Trước đây con vẫn yêu thương em dâu lắm cơ mà, sao bây giờ con lại thế này? Cô ta không tốt như mẹ nghĩ đâu, mà cảm thấy không chịu đựng được ấy, thì hai vợ chồng cuốn xéo ra ngoài mà ở riêng, nơi này không chứa. Chị quá đáng lắm rồi đấy. Được, vợ chồng em sẽ dọn ra ngoài ở riêng. Em không thể để vợ em chịu ở mức như vậy được. Được, đủ lông đủ cánh rồi thì bay đi. Nhưng mà nên nhớ, đã bước chân ra khỏi cái nhà này rồi, đừng bao giờ quay lại. Đi em. Ơ, các con. Các con. Mẹ cứ kệ chúng nó. Em cứ xuống trước đi. Chị còn việc kiểm tra xem vợ của em sẽ mang cái thứ gì đi chứ. Chị cứ xuống trước đi. Chị yên tâm, em bước vào cái nhà này với thứ gì thì em sẽ ra đi với thứ đó. Em cầm lấy. Trong đây là 5 tỷ, đủ để vợ chồng em mua một căn nhà tử tế. Có nhà rồi thì mới đón được mẹ lên để chăm sóc chứ. Mẹ ơi, ở dưới quê mẹ nhớ giữ gìn sức khỏe nhá. Con sẽ sắp xếp thời gian về thăm mẹ thường xuyên. Dạo này thời tiết thay đổi, bệnh cột sống của mẹ lại tái phát. Giờ cứ nằm đâu lại nằm đấy, chả đi lại được. Con sẽ cố gắng để mẹ lên đây ở cùng con. Mẹ cố lên mẹ nhá. Con muốn xin mẹ cho con và anh ra ở riêng ạ. Đang ở tốt thế này làm sao phải chuyển đi. Mẹ là mẹ không đồng ý thế đâu. Anh nghĩ mẹ nói cũng đúng đấy. Mình còn trẻ, mình còn phải lo sự nghiệp nữa. Em bỏ cái suy nghĩ đấy đi. Em cảm ơn chị ạ. Em đã trách nhầm chị rồi. Là phụ nữ với nhau chị rất hiểu. Chị yêu thương mẹ chị như thế nào thì em cũng yêu thương mẹ em như thế. Nhưng mà số tiền này quá lớn, em không dám nhận đâu chị ạ. Em yên tâm, cứ coi như là chị cho em vay, bao giờ có thì trả chị. Nhớ chăm sóc mẹ tốt vào nhá. Vì đôi khi cả cuộc đời của mẹ em chỉ thu bé lại bằng một mình em thôi. Em cảm ơn chị ạ. Thôi đi đi, không cường nữa lại chờ. Vâng ạ.